lời Allah lấp lánh, xin hân hoan chào đón toàn thể các thần dân của các bộ tộc đã đến tham dự buổi tiệc tất niên của công ty Simpson Songtai Việt Nam. Xin cảm ơn cư dân của các bộ tộc đã không quản ngại đường xa, trèo đèo, lội suối, vượt biết bao nhiêu khó khăn, vượt biết bao nhiêu cây đèn xanh, đèn đỏ để đến tham dự cuộc thi dành cho các bộ tộc hùng mạnh nhất vùng Amazon. Xin cảm ơn phong tộc. Xin cảm ơn thủy tộc. Xin cảm ơn thổ tộc. Xin cảm ơn hỏa tộc. Cảm ơn các bạn đã mang đến đây những chiến binh hùng mạnh nhất của bộ tộc mình nhằm giành lấy chiến thắng vinh quang về cho bộ tộc mình và để thêm lửa cho phần tối nay. Và thật sự là lửa nhé. Xin giới thiệu vợ của Ala lấp lánh là nàng Ala Lung Lên. Wow. Ala lấp lánh bây giờ thì mới hiểu tại sao đàn ông thì thích chìm trong những câu chuyện thần tiên như vậy. Chắc là do... Wow, em... Nàng Ala lấp lánh có muốn phát biểu gì với các cư dân không ạ? Lời đầu tiên xin cho phép nàng Ala Lung Linh gửi đến quý vị quan khách cùng toàn thể anh chị em Simpson lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vậy là một năm đã trôi qua rồi phải không ạ? Một năm trôi qua với biết bao nhiêu là lo âu, lo lắng cùng với những khó khăn vất vả. Quý vị có thấy mình vất vả không ạ? Vâng, chắc chắn là mình sẽ cảm thấy vất vả. Nhưng bên cạnh đó, những sự vất vả đó đã làm nên những thành công vang dội, những thành công rực rỡ. Và chính vì lẽ đó cho nên ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây để cùng chia sẻ những kinh nghiệm, những thành công mà chúng ta đã đạt được trong năm vừa qua và tất cả những gì mà chúng ta đã trải qua cùng nhau. Và hôm nay vua mặt trời lấp lánh thật sự muốn chúng ta thật sự bùng cháy. Cháy cho những thành công và thất bại đã qua. Cháy cho những ước mơ và dự định sắp tới. Hãy cháy thật lớn, hãy cháy thật to. Và đêm nay chúng ta hãy bắt đầu bằng việc ăn thật là no. Buổi tiệc xin chính thức được phép bắt đầu. Xin kính chúc quý vị có một buổi tối ngon miệng và vui vẻ. Hãy cùng chúng tôi tận hưởng không khí buổi đêm nay vì tất cả những gì chúng tôi làm ở đây là dành cho các bạn. Xin mời và xin cảm ơn ạ. Mời các bạn vào phía trong này, thì buffet đặt phía trong này và chúng ta cứ dùng tiền tự nhiên ạ. Chúng ta có một trạm đồ ăn ở ngoài sân, một trạm đồ ăn ở trong nhà. Chúng ta cứ di chuyển vào và lấy cho mình những phần ăn mà mình thích đi ạ.